Việt Linh xin kính chào quý khán thính giả. Xin chào mừng quý vị đến với chương trình tin tức bình luận hàng ngày từ thứ hai đến thứ sáu và chủ nhật của Đài Truyền hình Việt Nam. Hôm nay là ngày thứ ba ngày 1 tây tháng 10 năm 2024. Chương trình tin tức và bình luận hôm nay sẽ có hai video và ra mắt cách nhau 15 phút. Trong video 2 của hôm nay, Việt Linh có một bản tin Hoa Kỳ, một bản tin bầu cử và hai bài bình luận. Xin gửi đến quý vị thính giả. Chúng ta bắt đầu với bản tin Hoa Kỳ đầu tiên. Các bến cảng bờ biển phía đông và vịnh đóng cửa vì hàng ngàn công nhân đình công. Kính thưa quý vị, những người khuân vác đang yêu cầu tăng lương và bảo vệ chống lại quá trình tự động hóa. Hàng chục ngàn người khuân vác đã đình công vào lúc nửa đêm theo giờ miền Đông đóng cửa các bến cảng lớn dọc theo bờ biển phía đông và bờ vịnh và làm gián đoạn việc giao hàng mọi thứ từ nông sản cho đến phụ tùng xe hơi. Người tiêu dùng có thể không cảm thấy khó khăn trừ khi cuộc đình công kéo dài trong nhiều tuần vì các doanh nghiệp và các công ty hậu cần họ đã thực hiện các bước phòng ngừa để giảm thiểu thiệt hại không bị tác động đến mùa mua sắm lễ hội sắp bắt đầu. Nhưng các nhà phân tích và các nhóm doanh nghiệp cho biết việc ngừng làm việc vẫn có thể khiến nền kinh tế Hoa Kỳ thiệt hại từ vài trăm triệu đô la cho đến 4,5 tỷ đô la một ngày. Chi phí từ việc chuyển hướng hàng hóa theo các tuyến đường dài hơn sẽ được chuyển phí cho người tiêu dùng cuối các bến cảng giải quyết khoảng một nửa lượng hàng nhập khẩu bằng đường biển tại Hoa Kỳ và các ước tính khác nhau cho biết cuộc đình công bao gồm 25.000 cho đến 50.000 thành viên của hiệp hội công nhân bốc xếp quốc tế. Tổng cộng có khoảng 85.000 thành viên. Các nhà lãnh đạo công đoàn lập luận rằng các hãng vận tải hàng hóa toàn cầu lớn đã thu được lợi nhuận khổng lồ trong khi cách trục trặc trong chuỗi cung ứng thời đại dịch đã đẩy giá cước lên cao và nói rằng người lao động chưa được chia sẻ đầy đủ lợi nhuận đó. Cuộc đình công này là đỉnh điểm của nhiều tháng tranh cãi nảy lửa giữa công đoàn và liên minh hàng hải Hoa Kỳ, đại diện cho các nhà khai thác bến cảng và vận tải biển lớn. Công đoàn đang tìm cách tăng lương cũng như hạn chế tự động hóa tại các bến cảng mà họ cho rằng có thể làm mất việc làm hai bên đã không đàm phán trong những ngày qua và dẫn đến khả năng dừng hoạt động. Trong một thông cáo báo chí, Liên minh Hàng hải Hoa Kỳ cho biết rằng đề xuất của chúng tôi sẽ tăng lương gần 50%, tăng gấp 3 lần đóng góp của người sử dụng lao động vào các chương trình hưu trí của nhân viên, tăng cường các lựa chọn chăm sóc sức khỏe của chúng tôi và giữ nguyên ngôn ngữ hiện tại về tự động hóa và bán tự động hóa nhiều ngành công nghiệp đã chuẩn bị cho cuộc đình công này khi rõ ràng là cuộc đình công có thể bắt đầu vào thứ ba hôm nay nhưng các nhà phân tích dự đoán những tác động sẽ nghiêm trọng hơn nếu cuộc đình công kéo dài vài tuần hoặc lâu hơn các công ty vận tải và hậu cần khác đã chạy đua trong những ngày gần đây để đưa càng nhiều hàng hóa ra khỏi bến cảng càng tốt trước khi có khả năng xảy ra cuộc đình công hoạt động bến cảng của New York và New Jersey sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất với khoảng 4.500 công nhân. Thống đốc New York đã cho biết trong một thông cáo báo chí rằng bà đã thúc giục hai bên đi đến một thỏa thuận nhưng đã có sự chuẩn bị để giữ cho các kệ hàng được đầy đủ hàng hóa cho người dân. Và bài bình luận thứ nhất trong chương trình hôm nay kính thưa quý vị, Donald Trump lại đe dọa Google đòi bỏ tù tất cả những ai không ủng hộ ông ta. Kính thưa quý vị, vào chiều thứ Sáu, Donald Trump đã kêu gọi truy tố công ty Google vì đã đăng những câu chuyện tiêu cực về ông ta. Những phát biểu này là đặc điểm của ứng cử viên Đảng Cộng hòa là người thường có những lời thề khá rùng rợn, đáng sợ rằng ông ta sẽ trả thù và đưa ra những tuyên bố vô căn cứ về sự thiên vị Donald Trump đang gia tăng đe dọa truy tố nhiều người trong giới truyền thông và công nghệ vì những thông tin tiêu cực trên báo chí. Donald Trump đã đăng trên True Social rằng Google đã sử dụng bất hợp pháp một hệ thống chỉ tiết lộ và hiển thị những câu chuyện không hay về tôi. Họ chỉnh sửa thuật toán công nghệ để chỉ hiện ra những bài viết chỉ trích tôi trong khi đồng thời chỉ tiết lộ những câu chuyện hay và tốt về bà Kamala Harris. Đây là hoạt động bất hợp pháp. Trump nói thêm rằng nếu bộ tư pháp không truy tố hình sự Google vì tội can thiệp bầu cử thì ông ta sẽ truy yêu cầu truy tố họ ở mức cao nhất nếu được bầu làm tổng thống. Nguồn gốc tuyên bố của Trump dường như xuất phát từ trung tâm nghiên cứu truyền thông cánh hữu nơi đã công bố một báo cáo vào ngày thứ tư được Fox News và New York Post đưa tin trong tuần này. Báo cáo của MRC đã phân tích kết quả tìm kiếm trên Google vào ngày 6 tây tháng 9 đối với các câu từ cuộc đua tranh cử tổng thống của Donald Trump năm 2024 và cuộc đua tranh cử tổng thống của Kamala Harris năm 2024. Nhóm này cáo buộc rằng các kết quả này ưu ái các nền tảng truyền thông có tiền sử thiên tả, trong khi trang web chiến dịch của Trump xuất hiện hàng thứ sáu trong kết quả tìm kiếm, thì trang web chiến dịch của bà Kamala Harris xuất hiện ở hàng thứ ba trong kết quả tìm kiếm. Nhưng bác bỏ báo cáo của MRC, một phát ngôn viên của Google đã nói với Fox News rằng cả hai trang web chiến dịch đều liên tục xuất hiện ở đầu trang tìm kiếm cho các truy vấn tìm kiếm phổ biến và có liên quan. Báo cáo này đã xem xét một thuật ngữ tìm kiếm cách đây vài tuần và thậm chí đối với tìm kiếm đó thì cả hai trang web của ứng cử viên đều được xếp hạng trong các kết quả hàng đầu trên Google. Một bài đăng trên social show của Trump nhắc lại tuyên bố trước đây của ông ta cho rằng kết quả tìm kiếm của Google thiên vị ông ta là điều mà Google luôn phủ nhận. Phản ứng dữ dội chống lại quyền tự do ngôn luận đang lan rộng. Vào tháng 12, cố vấn của Trump là Kaspariten đã giống lên một hồi chuông cảnh báo khi nói rằng nếu Trump trở lại phòng bầu dục, chính quyền mới của ông ta có thể sẽ truy tố những nhân vật truyền thông và những người bất đồng chính kiến và con số này sẽ rất lớn. Hoa Kỳ hiện đại, nói chung là độc nhất thế giới, về mặt này, với một số ngoại lệ rõ ràng, Tòa án Hoa Kỳ không cho phép cơ quan thực thi pháp luật nhắm vào công dân vì bày tỏ quan điểm không ủng hộ các lãnh đạo đảng chính trị. Trong nhiều năm qua, người Mỹ đã ủng hộ rộng rãi các biện pháp bảo vệ được cung cấp bởi chủ nghĩa ngoại lệ về tự do ngôn luận của đất nước họ. Lời kết cho bài bình luận này, kính thưa quý vị, đây chỉ là một ví dụ khác về việc Donald Trump đang tung ra những lời đe dọa các nền tảng truyền thông và mạng xã hội hứa sẽ truy tố những kẻ thù chính trị nếu ông ta giành lại được tòa Bạch Ốc. Ví dụ đầu tháng này, Trump đã đăng trên Twitter show rằng nếu ông ta thắng, những người đã gian lận, chẳng hạn như luật sư, nhà hoạt động chính trị, nhà tài trợ, người bỏ phiếu bất hợp pháp, quan chức bầu cử, công tố viên, thẩm phán, bồi thẩm đoàn sẽ bị truy tố đến mức cao nhất của luật pháp, bao gồm cả án tù dài hạn. Đúng là chưa đổ ông nghè, đã đe hàng tổng. Trump chỉ muốn bỏ tù tất cả những ai không ủng hộ ông ta. Xem ra ngành xây dựng sẽ có thêm công việc xây dựng hàng vài chục ngàn trại tập trung lớn để giam giữ hơn phân nửa số người Mỹ sống tại hiệp chúng quốc Hoa Kỳ. Và ngành nông nghiệp cũng ăn nên làm ra khi mà có được một lực lượng lao động khổ sai làm không công dưới sự canh giữ và đánh đập của những tên maga đeo băng đỏ trên cánh tay. Đó là hình ảnh một nước Mỹ sẽ tự cung tự cầu thực phẩm, không cần nhập khẩu nữa. Bởi vì lực lượng người chống đối ông ta sẽ trở thành những công nhân cần mẫn, làm việc ngày đêm trên những cánh đồng, trong xiềng xích gông cùm. Chỉ nghĩ đến đây thôi quý vị. Thì những người nhập cư từ Nam Mỹ sẽ tự động tan hàng, quay trở về cố quốc, chịu đựng cuộc sống kham khổ nhưng mà trong tự do, còn hơn là bán mạng sống chết để tìm cách biến giấc mơ Mỹ trở thành sự thật một bản tin bầu cử kính thưa quý vị kamala harris chế giễu trump tại cuộc biểu tình ở las vegas và gây quỹ nói rằng đám đông của bà California và tổ chức một cuộc mít tinh ồn ào tại cùng một địa điểm ở Nevada, nơi ứng cử viên đảng Cộng Hòa đã xuất hiện chỉ hai tuần trước đây. Trong cuộc tranh luận tổng thống, Kamala Harris dường như đã chọc giận Donald Trump. Khi bà nói rằng mọi người rời khỏi các cuộc vận động của ông ta sớm, vì những bài phát biểu lan man vô nghĩa của ông ta. Và bà vẫn tiếp tục làm như vậy trong suốt chiến dịch tranh cử. Phó Tổng thống đã nói với các nhà tài trợ tại một buổi gây quỹ sang trọng ở Los Angeles khi bà vận động tranh cử trên khắp cả nước rằng đám đông của bà khá đông, đông hơn đám đông của Trump và sau đó trước đám đông cuồng nhiệt ở Las Vegas ước tính khoảng 7.500 người bà đã tiếp tục chỉ trích Donald Trump vì đã không dám tranh luận thêm một lần nữa Bà nói rằng người dân Mỹ có quyền được nghe chúng tôi thảo luận về các vấn đề quan trọng. Kamala Harris đã chuyển sang lĩnh vực mà Trump coi là lợi thế của mình. Đó là vấn đề nhập cư. Với chuyến thăm vào ngày thứ Sáu đến thị trấn biên giới Douglas, Arizona. Đây là chuyến đi đầu tiên của bà đến biên giới Hoa Kỳ, Mexico kể từ khi tiếp quản vị trí của Tổng thống Joe Biden với tư cách là ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân Chủ. Chuyến thăm biên giới của Kamala Harris ở Arizona đã khiến cho Donald Trump phải khó chịu. Lãnh đạo đảng Cộng Hòa đã dành hai ngày để chỉ trích bà phó tổng thống trong các cuộc vận động của mình, gia tăng các cuộc tấn công cá nhân miệt thị vào bà, tuyên bố bà phải chịu trách nhiệm cho một cuộc xâm lược biên giới và khuấy động nỗi sợ vô căn cứ rằng bà sẽ dẫn đến tình trạng vô luật pháp nếu bà được bầu. Kamala Harris đưa ra phản ứng tương tự như bà thường làm trước những lời lăng mạ của Trump. Bà nói với đám đông các nhà tài trợ ở Los Angeles vào ngày Chủ nhật rằng, nhàm chán, chúng ta chỉ thấy cùng một chương trình cũ kỹ từ một kịch bản cũ kỹ của Donald Trump. Vài giờ sau đó tại Las Vegas, bà cũng nhắc lại lời chỉ trích Trump về xuất thân cậu ấm của ông ta là điều đã dẫn đến sáu lần phá sản và nói rằng tôi thì khác, tôi xuất thân từ tầng lớp trung lưu và tôi sẽ không bao giờ quên nơi mình xuất thân. Sự kiện này cùng với một buổi gây quỹ một ngày trước đó tại San Francisco đã quyên góp được tổng cộng thêm 55 triệu đô la cho chiến dịch của bà. Kamala Harris đã dành đêm Chủ nhật ở Las Vegas và đã lên kế hoạch dừng chân tại thành phố này vào ngày thứ hai. Nhưng văn phòng của bà thông báo rằng bà sẽ phải quay trở lại Washington sớm hơn dự kiến và sẽ tham dự cuộc họp báo về thiệt hại do cơn bão Helen gây ra tại trụ sở của cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp liên bang. Trong khi đó, Phó Tổng thống vẫn tiếp tục giành được sự ủng hộ của đảng Cộng Hòa và cựu thượng nghị sĩ Arizona Jeff Flake là người mới nhất lên tiếng ủng hộ bà. Ông ghi nhận bà Kamala Harris có tính cách tốt và tình yêu đất nước và cho biết ông muốn một tổng thống không coi đối thủ chính trị là kẻ thù hoặc cố gắng lật đổ ý chí của cử tri. Trong chuyến dừng chân vận động tranh cử tại Las Vegas vào tháng 6, Trump đã hứa sẽ xóa bỏ thuế đối với tiền boa và đây là điều mà những người bồi bàn, nhân viên khách sạn và hàng ngàn nhân viên ngành dịch vụ khác nhận được. Bà Kamala Harris cũng đã sử dụng cuộc biểu tình của riêng mình tại Las Vegas vào tháng 8 và đưa ra lời hứa tương tự. Nhưng việc xóa bỏ hoàn toàn thuế liên bang đối với tiền boa có lẽ sẽ phải cần đến một đạo luật của quốc hội. Tuy nhiên, liên đoàn ẩm thực Nevada đại diện cho 60.000 nhân viên khách sạn tại Las Vegas và Reno đã lên tiếng ủng hộ bà Kamala Harris. Và bài bình luận thứ hai và cuối chương trình hôm nay kính thưa quý vị. Với nhan đề Donald Trump kêu gọi một ngày thực sự bạo lực. Kính thưa quý khán thính giả, ứng cử viên tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump. Ông ta đã lên tiếng kêu gọi một ngày thực sự bạo lực để trấn áp nạn trộm cắp vặt so sánh với cuộc thanh trừng và Kristallnacht ở Đức vào những năm 1930. The Purge là một bộ phim trong đó nói về một ngày trong năm, chỉ một ngày thôi. Tất cả mọi tội ác khi mà xảy ra đều được xem là hợp pháp. Kristallnacht, tiếng Đức là một loạt các cuộc tấn công của đám đông bạo lực do Đức Quốc xã dàn dựng nhằm vào người Do Thái và các doanh nghiệp vào năm 1938. Phát biểu tại cuộc biểu tình vào ngày Chủ nhật tại Pennsylvania, Donald Trump cho biết cảnh sát cần một ngày bạo lực trên toàn quốc để lập lại trật tự. Ông ta nói rằng chúng ta phải để cảnh sát được tự do và thoải mái nhất để làm nhiệm vụ của họ. Họ sẽ được thoải mái sử dụng bạo lực mà không phải chịu trách nhiệm pháp lý sau đó. Những người chỉ trích trên mạng xã hội đã nhanh chóng so sánh đề xuất của Trump với The Purge, một sự kiện hư cấu trong loạt phim về thế giới phản địa đàng, là nơi mọi tội ác bao gồm cả giết người đều được hợp pháp hóa trong 12 tiếng đồng hồ. Armand Doma, đồng sáng lập một nhóm gây quỹ tập trung vào nhà ở giá rẻ của Kamala Harris, đăng trên X viết rằng Donald Trump đang thực sự đề xuất một cuộc thanh trừng vô pháp bởi những nhân viên thực thi pháp luật lên chính người dân Mỹ. Trump cho rằng để ngăn chặn tội phạm là phải cho phép một ngày thực sự bạo lực để trừng phạt tội phạm. Chuyên gia thăm dò ý kiến của đảng Cộng Hòa Frank Lund, cho biết những cử tri còn do dự. Họ sẽ không bỏ phiếu cho Donald Trump. Bởi vì nhiều người trong số họ có thể nghĩ rằng Kamala Harris không đủ cứng rắn với tội phạm, nhưng mà họ lại không thích phong cách hùng biện bạo lực của Donald Trump. Frank Luntz nói trên CNN Chủ nhật rằng điều này rất quan trọng. Những cử tri chưa quyết định này không thích phong cách bạo lực của Donald Trump dù họ đồng ý với ông ta về nhiều vấn đề quan trọng khác họ chấp nhận cách tiếp cận của kamala harris thì tập trung vào tương lai nhưng họ chất vấn bà về những vấn đề như thế này liệu bà có đủ mạnh mẽ và cứng rắn hay không đây là sự thất vọng và lưỡng lự đối với những cử tri chưa quyết định họ thích chính sách của một ứng cử viên và họ thích tính cách của một ứng cử viên kia Jim Stewartson, người thường xuyên chỉ trích Trump và phong trào MAGA. Ông ta đã đi xa hơn và so sánh lời kêu gọi bạo lực của Trump với Kristen Do bạo lực mà Trump ám chỉ là do một nhà nước bảo trợ, thay vì bạo lực giữa công dân với công dân, như trong phim The Purge. Ông viết trên X rằng, hôm nay tại Pennsylvania, Donald Trump đã có một trong những bài phát biểu nguy hiểm nhất của thế kỷ 21 khi mô tả chiến lược giảm tội phạm của mình là "crystallize", có nghĩa là lấy độc trị độc, có nghĩa là lấy bạo lực để đàn áp bạo lực. Đó là sử dụng sức mạnh của chính quyền để tấn công vào người dân. Kính thưa quý vị, sau lời kêu gọi của Donald Trump, hai thuật ngữ "the purge". Và Kristallnacht đã trở thành chủ đề được tìm kiếm nhiều nhất trên Internet qua Google. Kristallnacht, do Đức Quốc xã dàn dựng được dịch nôm na là Đêm Thủy Tinh Vỡ. Đó là một làn sóng tấn công bạo lực nhằm vào người Do Thái trên khắp nước Đức và Áo trong hai ngày 9 và 10 tây tháng 11 năm 1938. Người Do Thái, các doanh nghiệp của họ, nhà cửa của họ, nhà thờ, trường học và nghĩa trang đã bị tấn công đồng loạt, bị phá hoại và xúc phạm trong các cuộc tàn sát, được định nghĩa là các cuộc thảm sát có được tổ chức của một nhóm dân tộc cụ thể. Gần 100 người Do Thái đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong Kristallnacht. Trong khi hơn 7.000 doanh nghiệp Do Thái và hàng trăm giáo đường Do Thái đã bị phá hủy Ngoài ra, 30.000 người Do Thái đã bị bắt và bị đưa đến các trại tập trung. Lời kết cho bài bình luận này, kính thưa quý vị, Donald Trump cho biết một ngày bạo lực là cần thiết để lập lại trật tự. Vì cảnh sát bị cáo buộc không thể ngăn chặn tình trạng trộm cắp vạch do một chính sách mà Trump vu khống là bà Kamala Harris đã ban hành khi còn là luật sư quận San Francisco. Donald Trump nói rằng để ăn cắp hàng hóa có giá trị dưới 950 đô la là hợp pháp. Nhưng mà rõ ràng đây là lời nói láo trơ trẻn nhất của một tên ngáo đá ưa thích bạo lực. Lời giải trích mang tính vu khống này là sai. Ở California, việc ăn cắp hàng hóa có giá trị dưới 950 đô la là vi phạm pháp luật nhưng bị buộc tội là tội nhẹ chứ không phải trọng tội. Trộm cấp vặt có thể vẫn bị phạt tù tới 6 tháng và phạt tiền 1.000 đô la. Luật buộc tội trộm cấp vặt là tội nhẹ thay vì trọng tội, được gọi là đề xuất 47, được ban hành vào năm 2014, không phải bởi Kamala Harris, người lúc đó là tổng trưởng lý của tiểu bang California, mà là bởi cử tri của tiểu bang trong một cuộc trưng cầu dân ý họ đã bỏ phiếu ủng hộ đề xuất này với tỷ lệ 59% so với 40% chống. Và để làm rõ hơn lời buộc tội vô căn cứ này của tên ngáo đá tóc vàng từ Maralago, tôi có một ý kiến hay như thế này. Donald Trump có thể suối một trong mấy đứa con trai của mình đến tiểu bang California vào siêu thị để lấy đại một vài món đồ nào đó có giá trị chừng vài chục đô hay là vài trăm đô. Rồi hiên ngang đi ra cửa xem có phải là hành động hợp pháp hay không là biết ngay thôi. Nhưng nói đến đây thì thưa quý vị, tôi lại chợt nhớ đến tay lùi sĩ Nguyễn Văn Lương ở Florida. Ông ta cũng lên tiếng vu khống bà Kamala Harris với luận điệu giống như vậy. Hắn ta nói khi bà Kamala Harris còn làm tổng trưởng lý ở California, bà đã đề xuất việc ăn cắp vặt trong chợ có giá trị dưới 950 đô la là hợp pháp. Cho nên tội phạm mới càng ngày càng nhiều. Thế thì tại sao Nguyễn Văn Lương lại không bay sang California để làm giàu, để gom hàng? Vào mỗi chợ chỉ cần lấy vài trăm đô thôi. Hãy làm thử xem có hợp pháp hay không là biết liền. Không mở miệng nói thì không ai bảo mình câm quý vị. Đó là câu nói dành cho tên láo sợ nguy hiểm nhất nước Mỹ, Donald Trump. Và những tên cuồng Trump như bộ tiến sĩ Tam Sơn bất lương, bất văn, bất nghĩa. Việt Linh xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị thính giả khắp nơi. Xin kính chúc quý vị thính giả được luôn an lành, nhiều sức khỏe và xin hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Xin kính chào.